Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến buổi đi chia sẻ của phần thứ 12 về các static method của string. Hôm trước là chúng ta đã đến với một số cái method như là compare, là equal, concat, join, copy rồi. Hôm nay mình lại tiếp tục ví dụ về lý thuyết và lại giao thực hành với các bạn nhé. Tiếp tục các lớp về lớp là enum or thì lớp này là dùng để kiểm tra xem chuỗi value là null hoặc là một chuỗi rỗng. Thứ hai là lớp format, thứ hai là method format là giúp tạo sâu động từ giá trị của các biến. Đây lý thuyết nó vậy thôi, nó hơi chung chung thì mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn. Mình sẽ ra thực hành luôn. Đây. Thứ nhất là method enum or empty ha. Thì nó kiểm tra xem chuỗi value là null hoặc là một chuỗi rỗng. Thì mình sẽ ví dụ trước đây. Rồi. Ví dụ có một chuỗi cái phương thức ấy, string chấm mình phải nói ví dụ luôn các bạn thì không thể chạy được câu lệnh này, tại vì là các bạn thấy là báo lỗi đây, cái chỗ string 2 này đi not luôn here đã kiểm tra ngay luôn rồi, mình không thể chạy luôn chương trình được, cho nên là nó đã bị null, cho nên cái hàm này nếu mà đúng ra nó sẽ kiểm tra được cái chuỗi này thì nó sẽ trả ra là giá trị là true đấy. Cái này này nó là mình khởi tạo là empty nên vẫn hợp lệ nên vẫn ta chạy được. Null là nó chưa được khởi tạo nhé, còn empty đã có đây. Null là giá trị null nó khác empty đấy. Đây thì đúng vậy thì nó sẽ trả ra là giá trị là true luôn ha. Đây thì không thể chạy được rồi, các bạn đã thấy báo lỗi đây. Tiếp theo vào đến kiểm tra chuỗi số 3 này. Cái này thì nó không bị null empty, nó sẽ trả ra chỉ false thôi. Mình sẽ chạy xem với các bạn xem đúng với dự báo của mình không nhé. Đấy, phải đúng luôn như chưa? Cái này là cái chuỗi 1 thì nó là true, tại vì nó là empty đấy. Thứ ba là phone tại vì nó là có giá trị hello world nha.
theo là đến phần method là map, thì nó sẽ giúp tạo sâu động từ giá trị của các biến. Cách sử dụng của format ấy nó rất giống với phương thức là write write line thôi, mình giới thiệu các bạn đấy, đấy giống với phương thức write line này thôi. Thì với placeholder mà các bạn biết trong cái bài học về console chấm sinh sát đấy, mình ví dụ luôn cho các bạn xem. Và A2 sẽ bằng 5678. Và string nghệ. Biến. Đây mình phải dùng là kiểu string chất format, string chấm format. Chạy luôn cho các bạn xem, các bạn dễ hình dung. Đấy là lại hiện ra luôn là 1 chấm biết là cho là 1.234 và 5.679. Thì trong cái ví dụ này ấy, vị trí đánh dấu này, placeholder này, 0 với 1 này được biểu diễn bằng cái cụm 0 và 1 đây. Trong đó cái không ấy, nó sẽ được thay thế bằng biến thứ nhất là biến A1, và biến biến A, A biến không mong một này sẽ được thay thế bằng biến thứ hai trong cái danh sách này, biến 5.6789 này A2 đây. Như vậy có thể các bạn như vậy thì các bạn phải để ý rằng là các biến trong danh sách ấy, được đánh số thứ tự từ 0 và sẽ được thay thế vào vị trí đánh dấu có chỉ số tương tự. Write này, write line và với placeholder chỉ là một cách làm tắt thôi. Trên thực tế, write, write line đều tự động gọi tới phương thức format để định dạng chuỗi trước khi ra bên sau. Chúng ta sẽ xem xét về chi tiết của cách dùng format này về định định dạng chuỗi. Đây. Phần định dạng chuỗi ấy, phương thức string chất format thì là một nhóm nhóm ký tự, nó chuỗi phương thức string format là chuỗi là định dạng nhóm ký tự, nó viết theo những quy tắc nhất định để phương thức format hiểu được ý nghĩa của bạn luôn rồi. Format là phương thức nó rất là mạnh đấy, nó giúp bạn tạo chuỗi sử dụng giá trị từ các biến và định dạng cụ thể cho giá trị. Để định dạng cho giá trị sau ấy thì bạn cần biết một số cú pháp như là chuỗi định dạng này, chuỗi định dạng là đặc biệt này, chuỗi định dạng là chuỗi định dạng làm
là một nhóm ký tự, nó viết theo những quy tắc nhất định về phương thức format và nó được hiểu được ý nghĩa của bạn. Đấy, mình nói sơ sơ về format thôi. Thì là buổi hôm hôm sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu, bắt đầu về tìm hiểu sâu về chữ format ha. Mình sẽ tìm hiểu về như là định dạng cho format, về cái số, về định dạng thời gian. Hôm nay thì đã kết thúc với buổi về static method của string rồi. Mình nhắc lại như là mình đi luôn cho một này, hay là format này. Lần trước thì có về compare, content, join, copy. Đấy, thôi các bạn ôn và thực hành lại bài hôm nay hơi ngắn mà mình lâu rồi mình quay lại có hơi bị lực gấp, các bạn thông cảm nhé. Thì các bạn thực hành không hiểu và comment và cái gì mình sẽ giải đáp nhé. Đấy, các bạn xem lại ví dụ về âm entity và mắt. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào hôm sau về mắt.